Một nam người mẫu qua đời ở tuổi 21 sau khi gây ra tai nạn giao thông. Một số khán giả không ngờ chính vì niềm đam mê với mô tô phân khối lớn đã khiến nam người mẫu thiệt mạng. Ngày 7 tháng 1, làng giải trí xứ Trung và đông đảo khán giả đều vô cùng bất ngờ trước thông tin một nam người mẫu qua đời ở tuổi 21 vì tai nạn giao thông. Được biết sao nam xấu số này là Trang Mộ Khanh, anh sinh năm 2001 và là cử nhân Học viện Điện ảnh Tứ Xuyên. Nhờ vẻ bề ngoài điển trai và việc làm người mẫu ảnh cổ phục, anh đã thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả và có hàng chục nghìn lượt theo dõi trên tài khoản cá nhân. Ngoài công việc làm mẫu, Trang Mộ Khanh còn đặc biệt yêu thích mô tô. Nam người mẫu thường xuyên đăng tải những đoạn video lái mô tô phân khối lớn trên mạng xã hội. Cụ thể vào ngày 7 tháng 1, tờ Sohu đã đưa tin Trang Mộ Khanh đột ngột ra đi khi mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Tai nạn giao thông xảy ra bắt nguồn từ việc người mẫu, sinh năm 2001 đang điều khiển xe mô tô phân khối lớn, đã va chạm với hai phương tiện đi ngược chiều tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Về chi tiết vụ việc, phía cảnh sát Trùng Khánh cho biết vì Trang Mộ Khanh lái xe không cẩn thận, cộng thêm hành vi quá khích đã dẫn đến tai nạn thương tâm. Trong lúc điều khiển xe, nam người mẫu đã tăng tốc thật nhanh vì cảm xúc hưng phấn. Tuy nhiên vì không thể kiểm soát tốc độ khi đi xe nên anh đã lao thẳng sang làn đường ngược lại. Sự việc trên đã làm cho 4 người thiệt mạng.